Rồi, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thì chia sẻ với quý vị cái hội chợ Tết rất là đông và rất là nhiều những món ngon. Ở đây có món bánh bánh bò bí này, bánh bò tốt nốt. Đây thì là hấp rẻ, hấp rẻ rang. Trời ơi, đủ đi xuất con cầu đây, bỏ vô luôn nè, ăn nó được, chim em nhăn. Để dần dần nha. Nhỏ là nhỏ đi. Trời ơi, mình ăn. Ờ, cứ nghe anh bán, hả? Anh bán lì xì, anh bỏ luôn tiền vào đó đúng không? Không, không anh. À, không hả? Này là nước, nước này là gì em? Cái này nước tăng lực nhập khẩu của Thái Lan. À, cái này rất giống kiểu Red Bull của Thái Lan đó hả? À, cái này khác cái đó như thế nào? Dạ, cái này là voi cụng, còn cái đó là à, cái này là voi cụng hả? À, còn cái bò cụng hả? Có nghĩa là voi cụng là mạnh hơn bò cụng không? Không mạnh hơn đâu. Không, cái này cái lượng đường nó giảm hơn. À, lượng đường nó giảm đi hả? À, anh thử uống xem nha. Cái này có pha gì chưa? Hay là nguyên chất? Cái này chỉ có đá thôi. À, có đá hả? À, sao mà không lạnh hả? Tại chế từ trong này chế ra. Nó hơi nhạt so với bình thường. Ừ, hơi nhạt, nó không đậm đà như kiểu bò cụng ha. Đấy này, mà đá mới mà quá cái lượng đường nó giảm đi. 50% so với cái thứ mà. Này uống khỏe cho voi. Mua về dùng đi anh. Rồi, cảm ơn. Xin lỗi anh, đi chở nước. Đi hội chợ này rất là nhiều những món mà gọi là độc lạ em vị ơi. Rồi cảm ơn em nhiều nhá. Trái cây sấy nha. Cái này là gì? Mít hả? Trái cây sấy. Trái cây sấy. Mít của em hết rồi. À, trái cây sấy. Bán gần bò cụng rồi hả? Công ty. À, công ty hả? Công ty là sản xuất, còn nó là nhập khẩu về. Ok anh. Này là khoai lang. Đi hội chợ này rất là nhiều những cái món gọi là độc lạ. Cái này là khoai đỏ, khoai tím đúng không em? Cái này là khoai lang tím. Cái này là chuối này. Dạ, chuối sấy. Này mua về làm đồ ăn quà Tết được, hoặc là mình mua về làm mứt Tết. Ăn cũng ngon lắm, rất là ngon. Nhà hai cái rồi. Khoai môn sấy đang rồi hả? À, khoai này là khoai môn đúng không? Khoai trắng, trắng trắng là khoai môn đây. À, cái này là khoai môn này. Ừ, cái này giòn hơn nè. Cái này bở. Sẽ giòn hơn khoai lang tím nước này. À, cái này khoai môn sấy. Này khoai lang, khoai lang tím. Ngon lắm, ngon. Nhờ cảm ơn em nhiều. Dạ. Bên em không có chút quả ăn rất là ok. Đây này rất là nhiều món giò. Để mở không nha. Em bảo đảm không? Để ngoài không, không có cái tủ lạnh để ngoài luôn. Không, cái này để ngoài. Chảo em bỏ tủ lạnh. Còn những mặt hàng này để khô ngoài. Dạ, cho dạ, cái này là cái này. Anh cho em xin cái số điện thoại của anh, có gì anh gửi cho em cái tỉnh liền đi. À. Và dư thì em sẽ làm riêng thị trường trong nước. Ok. Nghĩa là mình đang làm hàng xuất khẩu mà người Việt Nam dùng được. Dạ. Với mức giá của người Việt Nam. Cái này là những cái sản phẩm mà Việt Nam mình sản xuất đây Việt luôn. Việt Nam mình sản xuất và mình xuất khẩu ra nước ngoài. Dạ đúng rồi, xuất khẩu ra nước ngoài và mình cho người Việt Nam mình sử dụng để em coi coi là cái thị hiếu của người Việt Nam mình khi ăn sản phẩm của mình có chấp nhận hay không. Dạ. Thì bên em sẽ làm lớn hơn. Dạ. À. Có nghĩa là công ty mình đã thành lập được lâu chưa và sẵn sản phẩm này đã có mặt thị trường. Nếu mà công ty em thành lập rất là khoảng được 15 năm rồi. Dạ. 15 năm rồi. Mà riêng về sản phẩm này thì bên em sống được khoảng độ 4 năm nay. À, cái sản phẩm này đã có mặt trên thị trường 4 năm rồi. Dạ, nhưng 4 mà năm nay. Có trong những siêu thị lớn hoặc là... Siêu thị lớn thì là khoảng năm sắp đến là qua Tết thì em bắt đầu mới đánh được siêu thị lớn. Tại vì là em vẫn chưa đủ lượng để đánh cho siêu thị. Ok. Em sợ người ta đặt hàng thì bị hùng. Dạ. Do đó thành ra là em chỉ có riêng về cái phần là em giới thiệu rồi người ta sử dụng và người ta sẽ trả lời với em cho em ăn có ngon hay là... Dạ. Dạ. Còn những cái Red Bull gọi là cái này là voi cụng này là anh nhập khẩu không? Nhập khẩu từ Thái Lan về. Dạ. Dạ.
có giấy tờ rõ ràng hết. Dạ. Ok, giờ anh muốn em quay gọi là quay bình thường thôi đúng không? Đúng rồi, quay bình thường rồi. Có gì anh lên đây. Bên em cũng chưa muốn làm thì ok là lớn này. Dạ dạ dạ. Lớn em sợ bên em không đủ lực để mà lái trường. Dạ dạ. Không, cái này là em chia sẻ chi phí. Dạ em biết rồi, biết rồi, tại vì nếu mà thật sự là nếu mà làm rộng rãi á dạ. thì em sợ bên em nó không đủ lực để mà làm. Dạ dạ. Dạ. Ok, cảm ơn em rất là dạ, nhiều. Okay. Dạ. Rồi em sẽ đi lướt luôn nổi đen lên cũng được nè. Tỏi đen này cũng khá tốt, rượu tỏi đen công thức này đang là công thức tốt nhất Việt Nam hiện tại. Rồi em sẽ đi một vòng, gọi là những cái gọi là cái shop nào yêu cầu thì em sẽ làm. Dạ, tại vì cái này là của bà chị em luôn. Dạ, dạ. Bà chị em. Ok, rồi. Bây giờ sẽ đi một vòng để cái cửa hàng của mình đi. Rồi, đây quý vị ơi, đây là cái bò, cái này là voi cục nha. Voi cục Thái Lan. Đây có số điện thoại liên hệ này, quý vị có thể mua và gọi qua điện thoại hotline này. Công ty cổ phần thương mại Mega A nhá. Ở đây có những gói như là công ty này thì gọi là phát triển những sản phẩm như là khoai môn sấy này, khoai lang sấy, mít sấy và những sản phẩm như là hạt chia này quý vị, chia rồi rất là nhiều sản phẩm về chuối sấy này, rất là nhiều món nhá. Cái này có thể mua về làm quà Tết cũng như là mình ăn gọi là ăn vặt hàng ngày cũng được, rất là ngon. Nên ăn thử và rất là ngon nhá. Đây là những cái gói mà người ta làm này, mít sấy này, khoai môn này, chuối sấy, khoai lang tím sấy này. Đấy, rất là nhiều cái sản phẩm và bảng giá trên này được quý vị. Đây bảng giá là đây, nước tăng lực là 1.470.000 đồng 8 thùng. Đây nước tăng lực, cái này là nước tăng lực bò. Cái này là voi nhá, voi cục nhá. Đây là nước tăng lực, đường thử nước tăng lực đây, voi cục. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào.